cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng của đài truyền hình Lý Đô Sài Gòn TV theo dõi chương trình Tử Vi và Số Mệnh. Bây giờ sẽ là phần 3 của chương trình và xin mời thầy Chí Đức tiếp tục chia sẻ. Xin kính chào quý vị. Đây là phần thứ 3 của chương trình Tử Vi và Số Mệnh. Chương trình được phát hành mỗi thứ 6 từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Phần thứ 3 này chúng ta sẽ nói về sự chết trong chủ đề sống chết và tái sanh. Phần thứ 3 này chúng ta nói về sự chết của con người. Con người chúng ta thì chúng ta bận lo làm việc, có khi có ai hỏi rồi một ngày bạn sẽ chết, chúng ta quặn ngạc nhiên, chúng ta quay lại, chúng ta trách người đó tại sao dám nói như thế. Nhưng kính thưa quý vị, đó là sự thật. Chúng ta tất cả mọi người trên thế gian này đều phải chết và chúng ta sẽ ra đi. Nhưng chúng ta đau buồn một cái là chúng ta không biết về cái thế giới bên kia là như thế nào, nó là cái thế giới gì, mà tại sao biết bao nhiêu người nói rằng là khi chúng tôi chết về chúng tôi sẽ nói lại cho bạn biết gọi là thế giới bên kia là như thế nào. Nhưng mà từ cả ngàn năm nay, những lời hứa đó sau khi người ta chết đi rồi, người ta không bao giờ trở lại ta nói cho người ta biết thế gian này là cái gì, cho nên vẫn mãi mãi là một bí mật. Ngay cả những thiền sư đạo hành cao lắm cũng muốn dạy dỗ cho nhân loại thì sẽ nói rằng là thế giới bên kia là thế giới như thế nào, người ta sẽ về ta nói, nhưng không bao giờ người ta trở về được hết. Và có thể ta trở về nhưng người ta không nói, đó vẫn còn là một điều bí mật mà chúng ta vẫn là bí mật. Nhưng cái điều mà khẳng nhiên chúng ta biết chắc chắn rằng là chúng ta sẽ phải chết. Và cái sự chết của con người trong lá số tử vi, nó là có sự âm dương ngũ hành. Nó không phải là những cái chết thiên tai, những cái chết do cái environmental như những bệnh dịch hạch, dịch tả, hoặc là những cái chết bất ngờ, có khi những cái tai nạn về máy bay, ví dụ như vậy. Thì kính thưa quý vị, đó là sự chết có muôn ngàn vàng cảnh, nhưng mà chúng ta chết ở trong lá số tử vi là chết cho cái âm dương ngũ hành của mình, tức là nó có những cái nguyên lý từ ăn uống, từ sinh hoạt, từ sức khỏe của cha mẹ bẩm sinh cho đến cái sự liên tục. Nhưng mà một người thầy giỏi khi đến nhìn và nghe đó đến hay nhìn vào cái chết đó, người ta sẽ biết nghe cái chết đó là vì lý do gì mà có sự chết. Nhưng điều chúng tôi nói rõ nguyên tắc ở đây đó là chúng ta khẳng định rằng chúng ta có sự chết. Vậy thì chúng ta sống thế nào khi chúng ta biết được chúng ta có sự chết? Có rất nhiều người cả đời chỉ cứ mê đến tiền bạc mà thôi. Bỏ tất cả những mọi thứ trên thế gian này, cái gì cũng tính ra tiền, cái gì cũng muốn cho mình thật là nhiều tiền. Nhưng rồi người đó đâu có biết rằng là người đó sẽ tiền sẽ bỏ lại rồi sẽ phải ra đi, có khi mất một số tiền rồi sinh ra bệnh tật, rồi khiến ra làm những cái việc khủng khiếp. Là có những người thích đồng tiền, muốn đồng tiền, cho nên đã bán rẻ gia đình, bán rẻ cha mẹ, bán rẻ đất đai tổ tiên của thiêng liêng của mẹ Việt Nam mình. Rồi cuối cùng cũng phải làm gì? Cuối cùng cũng sẽ phải ra đi. Chúng ta khi biết rằng là chúng ta sẽ phải chết, cái điều mà quý thay cho chúng ta là chúng ta sẽ không tiếc nuối là những gì mà chúng ta đã xây dựng ở trên cái trái đất này. Chúng ta chỉ quý là chúng ta đã học được những gì, chúng ta nhận thức của con người của chúng ta như thế nào, chúng ta có một đời sống sáng suốt và rõ ràng hơn, bởi vì tất cả chúng ta sẽ phải ra đi. Nghe nói thì rất là bình thường, rất là tầm thường, nhưng mà chúng ta cảm nhận được đó mới là điều giá trị chính xác. Bởi vì hàng ngày chúng ta đã nghe quá nhiều nói ông này chết, bà kia chết, thì chúng ta chỉ biết rằng là ông kia chết, bà kia chết, vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta phải nhận thức rằng là chúng ta cũng sẽ phải chết và chúng ta sẽ phải ra đi. Tuy nhiên, chết là có số, là có số, bởi vì chết theo cái bệnh tật là có số, chết theo những cái tai ương về thiên mã gặp không kiếp là có số, chúng ta té ngã là có số. Nhưng mà những cái chết về thiên tai, động đất, về luộc thì nó thuộc về những yếu tố bên ngoài, nó không thuộc về cá nhân của con người chúng ta. Riêng chỉ có một cái bệnh mà nhiều người nhắc tới, đó là chết vì bệnh cancer. Chết vì bệnh cancer thì ngày nay chúng ta bao nhiêu cái phương án để tìm ra thuốc chữa bệnh cancer, người ta vẫn không tìm được. Vẫn không tìm được, đó là một cái bộ môn, đó là một cái căn bệnh mà chúng ta hiện tại cho tới nền văn minh vĩ đại thế ngày nay chúng ta vẫn không tìm được. Và chết là do cancer, là do cái phong thủy của chúng ta, nhà chúng ta ở trên một căn nhà có những yếu tố về tâm linh nha, có những yếu tố về thần thánh vân vân. Và người âm, người ta đã tuyên bố rằng là
cái bệnh cancer là bệnh do người âm gây ra, người ta đã tuyên bố như thế. Cho nên chúng ta khi chúng ta bị bệnh cancer là do ăn uống, là do những cái điều kiện của cơ thể chúng ta sẵn có, rồi khi gặp cái phong thủy đó và chạm vào những tâm linh khiến cho cái bệnh chúng ta phát huy ra. Cho nên muốn chữa được bệnh tâm linh, chúng ta phải chữa căn cơ của tâm linh là như vậy. Con người chúng ta ai rồi cũng phải ra đi, cho nên chúng ta chọn một cái phương cách sống, chọn một lối sống thật an bình, thật thoải mái, thật an nhiên tự tại để sống một cách có ý nghĩa, và rồi chúng ta sẽ phải ra đi là vậy. Chúng tôi xin phép vào phần nhận giải lá số tử vi. Thưa thầy, vừa rồi có một người nam gọi điện thoại vào với ngày tháng năm sinh là 4 tháng 7 năm 1981. Vào lúc 12 giờ 5 phút trưa. Người nam này có mệnh số như sau. Thứ nhất, người nam mà mệnh mộc thổ cục đó, tức là cuộc đời của mình đó, là mình luôn luôn tạo ra những cái khó khăn cho chính đời của mình rồi nha. Cho nên là mình khó thành tựu lắm nha. Bởi con người âm dương có hóa quyền, quan phù long trì phường cái, là cái người vừa âm vừa dương, tức là vừa giỏi về trần gian mà lại cũng giỏi về tâm linh luôn. Tức là nhà triết học cũng được, mà ra đời để làm giàu, làm việc cũng được. Đây là người có hóa quyền và quan phù cư mệnh, cho nên một đời của mình bận rộn trong va trong tháo vát đầy sóng gió trong gai, bởi quan lộc có không kiếp nha. Nhưng phải nói rằng là đường hạnh phúc cuộc đời của mình tốt, đường vợ con tốt, nhưng chỉ có cái giỏi của mình khiến cho mình phải tạo ra nhiều cái đau thương và sóng gió. Đời vận của mình trời cho tương đối thành công nha, tương đối thành công cho đến hết đời của mình luôn. Đây là người giỏi tháo vát tốt, đầy từ ái, đầy bận rộn, tự mình làm khổ thân mình, tương đối là người thành công trên thế gian này nha, sẽ là người thành công thế gian này. Đường vợ con một sự tốt đẹp, trong 10 lá số chỉ có một lá số tốt. Hôm nay là cái người mà tôi coi là tương đối, anh này được lá số tốt đó, chúc may mắn. Thưa thầy, tiếp theo là người nữ sinh ngày 22 tháng 4 năm 1985 vào lúc 6 giờ tối. Ngày 22 tháng 4. Tháng 4 năm 1965. Năm 1985. 85 lúc 6 giờ tối. 6 giờ tối. 6 giờ tối tức là từ 5 giờ tới 7 giờ tối. Thì người này có khả năng sẽ sinh vào giờ Dậu. Tôi xin phép trình bày mệnh người nữ này như sau. Người nữ này thứ nhất là mệnh thiên lương của hóa quyền đó, người thổ sinh kim mộc cục mộc. Đây là sức khỏe người này thì trung bình thôi, nhưng mà một đời của người này là đầy sóng gió trong gai, nó khổ lắm nha. Rất là giỏi, rất là hiền lành, rất là tốt đẹp, người giỏi tháo vát, lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng bởi vì thân có thiên cơ xương khúc hóa lộc một thái tuế đó, tức là hết việc làm này tới việc làm kia, cuộc đời của mình đó là nó bị cái bận rộn nó tàn phá cuộc đời của mình. Đường chồng của mình là cự môn, đường chồng thì được nha, đường chồng thì được, nhưng chính bản thân của mình là sẽ không hài lòng về cách ăn nói của người chồng đâu, sẽ bị nhiều cái đau khổ với đường chồng lắm, về cái sự giao tiếp nói chuyện hàng ngày đó, bởi vì cũng chồng có cự môn quan phù thiên khốc chiếu mã là cái cách mà sẽ bị không phù hợp về cái. Nhưng con người bản chất này là thiên lương mà thổ sinh cho cái kim như vậy là cũng tốt. Đây là một lá số người hàng hiền lành, tốt, giỏi, không bao giờ tạo được cái nghiệp. Cuộc đời của mình lúc mà bắt đầu từ 15 tuổi cho tới 25 tuổi nó vô cùng khổ, nó khổ lắm cơ nha. 15 tới 25 tuổi, bắt đầu từ 25 tuổi trở đi thì bắt đầu tương đối đỡ rồi. Nhưng cuộc đời này đến khi mà về đến tuổi 40 tuổi thì tự lo, tự lập, tự làm, mọi thứ có cái bận rộn và cô đơn, cuộc đời của mình sắc sắc không không nha, sắc sắc không không. Chúc may mắn. Thưa thầy, tiếp theo là người nữ sinh ngày 8 tháng 9, 1983, lúc 10 giờ tối. Ngày 8 tháng 9, năm 1983. Dạ. Lúc 10 giờ tối. 10 giờ 22. Người nữ sinh vào giờ Hợi, người nữ sinh ngày 8 tháng 9, năm 1983. Dạ. Người nữ này có một mệnh số như sau. Mệnh vũ khúc, ngồi địa kiếp, quả tú, một phục binh, hóa kỵ tham lan. Người này thì thầy cho biết trước rằng là, nha, bởi vì con người của mình á, là quá sức chủ quan nha, vô cùng chủ quan, bởi vì mệnh có địa kiếp mà thân có kiếp sát nữa, cho nên là người này là một đời của mình là luôn luôn gặp sự chống đối, chống phá, khó khăn vô cùng. Nhưng trời cho được cái gì, trời cho được ngay từ tuổi đầu đời của mình đó, từ 18 cho tới 28 tuổi thì đầy những thành tựu nha, đầy những thành tựu.
sau đó phải mất hết tất cả để làm lại cuộc đời của mình, bắt đầu giàu có tiền bạc, về đến tuổi 42 tuổi trở đi, cho tới 52 giàu có, 52 tới 62 giàu có, 62 tới 72 giàu có hết đời của mình nha. Đây là cái người mà giàu có mà không ai ít, không ai thích đâu, bởi vì vũ khúc ngồi địa kiếp. Quả tú sau này có chồng mà không cần chồng nhưng mà vẫn ở bên chồng, đó là cái số mệnh như thế. Thưa quý vị, chương trình xin được tạm ngưng trong giây lát để giới thiệu các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay.